Bữa nay mình học trà xanh nhiệt đới. Trà gói thì có những loại trà lại sử dụng nhanh thì khoảng 10 gói cho 1 lít. Nhưng cái này là cốt nha, nhớ là cốt thì nó hơi đậm. Ví dụ mình uống lạc hơn hoặc là gì trà mình uống nhiều hơn thì khoảng thêm 10 ml nước lọc thêm nữa. Đấm nước cốt trên 1 lít. Tức là 80 ml này cộng thêm 10 ml nước lọc nữa. Còn đối với trà lá thì nên sử dụng trà lá tươi, mua sẽ nóng ngon hơn. Mua về xong mua một cái cây này, mình làm từ cái đầu đọt cho tới khoảng 8 lá là được, là nấu nó sẽ ngon. Còn những cái phần còn lại á, mình đem đi phơi khô đi, xong mình nấu luôn cả 20 cái cây luôn. Ta gọi là trà nhài mà hai nhà mình hay uống đó. Thời gian ủ đó với một gói trà này từ khoảng từ 10 tới 15 lớp 15 phút. Mà còn trà xanh lá thì mình nấu ở khoảng lửa riêu, không được lửa sôi nha, lửa riêu. Thả lá trà vô từ cái lúc mà nó vừa lên tim của nước khoảng 10 phút, nhìn cái màu nước mà nó ra được cái màu mà vàng lục là mình tắt bếp và xong nãy nắp lại để nguội. Nãy nắp khoảng 10 phút thôi, không nãy nắp nhiều, thời gian ủ mình ít tại mình đã nấu rồi, để cho nó lấy hết hương vị của trà xong mình lọc nước. Cái như thế nào là trà cốt và cái màu nó hơi đục. Mọi người nhìn nó thành phẩm nữa, nó thành phẩm nhưng mà trà cốt xanh của mình 80 ml, nhưng mà mình cho trước khoảng 60 thôi, tại trà này là trà cốt, mình cho khoảng 60 là được. Mình không pha đường nước, bây giờ mình sẽ cho đường hạt cho mình vậy trước. Tương đương bao nhiêu muỗng? Nhá 4-5 muỗng, đúng rồi. Đúng rồi, trà mình còn đang nấu, bây giờ bỏ vô sẽ cho nó tay syrup 20 ml. Có người nhà đang chờ đấy. Đối với món trà nhiệt đới này, bởi vì thường có lo mình sẽ chế tất cả. Đúng rồi, syrup dưa mọi người, mọi thứ.
nghe khớm. Cái màu nó sẽ hơi nhìn miệng. Nhá trà mình đang nóng nha, quậy điện cái cho nó nguội. Thôi mình bỏ nước đá cho lắc mà nó ra một đống nước. Nó ra một đống nước, nó chưa có nguội. Bây giờ mình quậy lên cho nó nguội một tí xíu. Tiếp theo cách xử lý kiwi. Kiwi gọt nhanh, cắt hai cái đầu xong mình gọt đều xuống, đều xuống là cắt nhanh nhé. Mình làm xây sinh tố nè, làm mất nè. Rồi có điều kiện thêm tí xíu nữa là mình làm thật. Chua chua ngọt ngọt. Nếu đúng của nó luôn nha, nó sẽ chạy chua chua ngọt ngọt. Còn đúng chưa tới nghĩa càng chua không à. Chua lét luôn á, gọi là chua lét luôn á. Chưa mấy ngày rồi thì con cắt 3 miếng nhỏ mỏng như thế này. Ban đầu mình cho ít đá vô thôi. Đẹp quá. Nó sẽ được màu xanh như thế này. Mình sẽ kẹp một miếng kia lên. Nguyên liệu này mắc lắm. Cái kiwi nó mắc. Kiwi 100 ngàn một ký. Mình bán 30 là lỗ nó mới bờ ơi. Tập trung coi thầy trang trí kìa. Mình còn nhiều cách đi coi khác. Chỉ thêm cho mình nè. Ở trên nó sẽ có một dạng vàng, ở trên nhẹ đều xuống. Theo là sinh tố sòi. Ở nhà có cái tôm với sòi trộn chung được, đó là cam sòi được, chuối sòi được. Bán 31 ngàn là ủng hộ liền nha mọi người. Bán 31 ngàn đăng lên nha.
sợi ca, sợi với thanh long được. Nó bận bận nha, nó đẹp đẹp. Tại vì xíu xòi nó có vị chua chua ngọt ngọt. Đến với một ly là khoảng 150g là một lát như thế này là vừa. Nửa trái xòi cho một cái. Còn những cái trái mà khổng lồ quá thì mình cắt ra một tí. Mình mua sò đúng mua cái bự quá chị, đúng không? Này chắc khoảng 4 trái này chắc 1 ký. Không, khoảng 3 trái nè. Không có, em mua 5 trái 2 ký đó. À. Hôm qua em ăn hết 1 trái rồi còn 4 trái. Tét. Tét thử. Cái lá gì cắt mà lỏng quá hả? Dạ dạ. Tại em sợ nó không ngọt cho nên em ăn trước. Đường hay muộn. Đúng rồi. Khoảng 20 ml. Sẽ đặt 30. Tại vì không phải từ quanh đi chuyến đường mà làm đường là do từ khẩu vị mỗi người. Bởi vì đường có quan trọng như giá trị đường quá ở trong đây. Ví dụ tùy theo quán, tùy theo vùng miền nữa. Mình nói đường để mình ăn nhang bớt nguyên liệu để bán trở lại. Uống lên được vòi vàng mà bỏ thêm sắt, nhưng mà mình làm uống nhà thì không cần. Hàng tre cái bạch đó là không chết. Ừ. Đưa ra, đưa ra. Sòi.
tám lớp đó thì xin tốt cũng như mình thôi, mà cũng làm ở tao sao tao bán 100 lượt nữa. Ra ngoài cái ly xin tốt thứ 3